Rồi bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kinh dũng miền Tây của mình ha. Ở đây thì hai cây, cây 70 với cây 100 anh em ạ. Cây 70 này thì cũng mới vừa mở về anh em ạ. Cây này thì hỗ xe kéo này hỗ trợ cho cây 70. Còn cây 100 cũng chuẩn bị qua đang lên bao nè anh em. Ở đây thì hai cây là anh em ơi, cây 70 với cây 100. Ồ, đây gì? Lúa này nhà giống gì chị? Chị ơi, lúa này giống gì? Giống gì? 504 hả vậy? Chưa tính ghê ha. Rồi, ở đây. Trong ba không biết mời đâu. Dạ. Dạ, con cầm hai đứa lắm. Hiện tại hai cây đang chạy anh em ạ. Lúa 504 chúng nè. Chị làm ở đây được mấy công chị? Dạ. Làm được mấy công ruộng? Tôi không có ruộng đâu. Trời. Tôi không có ruộng đâu, làm mương chi nữa. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Làm bảo á. Dạ, làm bảo. Làm mương chi, chị tôi có ruộng, tôi không có. Dạ. Dạ. Còn cây 100 thì ở đầu trong kìa nè, chạy riêng chứ không chạy chung. Tiếp theo thì cây 100 anh em ơi. Quá trời, hai cây lùa quá mau à. 70 này ve cũng khá là lẹ nè em. Rồi dễ chúng dở. Lúa này cũng không có trúng gì mấy anh em ạ. À. Xe kéo này hỗ trợ cho cây 100 nè. Kéo thì đang chuẩn bị qua bờ để gặp lúa. Xe kéo này hỗ trợ cho cây 70. Lúa này ở vùng cao, lúa này không có trúng anh em ạ. Công chừng 12 bao dữ lắm, không trúng. Nè lúa nè anh em.
sắc kia lắm sắc. Uống nước chị, em muốn rồi. Nuôi được mấy con bò? Hả? Bò cái hay bò đực? Bò đực nha. Ở đây thì bà con đang lấy gom về cho bò ăn anh em ạ. Cái gánh này nặng dữ không? Cỡ nhiêu ký? 50 không? Cỡ 50 ha. Năm chục thì một đầu 25 kg, hai đầu thì 50 kg. Cây 70 thì nãy giờ cắt rồi một cái miếng này nè anh em ơi. Miếng này cũng cỡ hơn công chứ không có nhiều. Đất ở đây thì đất không có lớn rồi nè, không có đất lô như ở đồng bằng. Đất này thì gần ở chân núi. Cây 70 thì mới vừa cắt rồi một lô anh em ơi. Còn cây 100 này thì nãy giờ thì chưa có rồi. Miếng này nó lớn hơn. Ở đây là làm người nào mà làm nhiều nhất thì được chừng chục công là anh em ạ. Chục công mà nó nhiều khuôn dữ lắm. Đất ruộng, đất núi, ở đâu có đất lô. Bảy mươi thì cắt cái lô nó nhỏ hơn, còn 100 thì cắt cái lô này cũng cỡ 30 anh em ạ. Lúa 504 này thì bán cắt ra chứ chưa biết giá bán là bao nhiêu anh em ạ. Chỉ cắt ra thôi chứ chưa biết giá. Nãy giờ được có mấy bao nè nè, sắt quá trời sắt. Với bên đây cũng mấy bao nè. Còn bao nhiêu đó thì hốt cái cho hết luôn anh em ạ. Lúa được quá thắt. Dùng cái đây làm lúa không có trúng mà ở vùng đồng bằng anh em ạ. Đồng bằng trúng hơn cái đây. Chị này vui tính lắm anh em ạ. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha, mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.
Cái này công được 12 bao không chị? Không biết mấy bao nữa. Không biết nữa hả? Ừ, chắc 12 bao ờ. Chắc cũng cỡ 12 bao rồi ha. Dạ. Tại nó xịt lô nó nhiều lắm. Dạ. Lô nó xịt được 11 lần ấy nè, một công á. Ừ. Thì 12 bao một công nhưng mà giá bán thì cũng không biết nhiều nè mà. Mắc về lôi tiên nha. Ờ. Cắt thì chỉ cắt thôi chứ chưa biết giá là bao nhiêu thôi. Dạ. Dạ.